Mặt cỏ sang bằng nậm Tam Kỳ gần như độ hoàn thiện 70%. Khi phun mặt cỏ, chắc chắn sân Tam Kỳ sẽ khoác lên một màu áo mới vô cùng hiện đại. Mặt sân Tam Kỳ được trồng bởi cỏ Zoysia. Cỏ Zoysia chịu tải cao, khả năng phục hồi nhanh sau khi bị tác động. Sân vận động Tam Kỳ được định dạng theo kiểu lòng chảo truyền thống. Sân với sức chứa lên tới 15.000 cổ động viên. Các khán đài A, B, C, D được chia ra một cách dễ dàng nhận biết. Riêng khu vực khán đài A có đầy đủ cả mái che lẫn ghế ngồi. Theo kế hoạch, tháng 11 này đơn vị thi công sẽ bàn giao. Nếu theo đúng kế hoạch thì câu lạc bộ Quảng Nam sẽ có trận thi đấu đầu tiên trên sân nhà mùa giải 2024-2025 tiếp câu lạc bộ Thể Công Việt Theo vào ngày 31 tháng 11 tới đây.